Chào các bạn đến với channel của Bảo. Và ngày hôm nay giống như là thì các bạn có thể thấy rằng mình chuẩn bị làm một màn trôn cực kỳ thú vị. Đó chính là, các bạn có biết mình đang ở trong căn phòng của ai hay không? Đó chính là căn phòng của Định Mệnh. Đó, đây là căn phòng của Định Mệnh các bạn ơi. Nhưng mà hả, mình làm gì trong căn phòng của Định Mệnh? Đây chính là lời giải đáp của trò chơi ngày hôm nay. Mình hả đã có dự định là sẽ trôn anh em rất là nhiều rồi, nhưng mà mình chưa có cơ hội. Thì ngày hôm nay mình khá là lạnh các bạn ơi, cho nên là mình đã nghĩ ra một ý tưởng là mình sẽ cáo buộc rằng Định Mệnh, tại sao mày dám ngoại tình với bé Châu? Và đây chính là đồ của bé Châu luôn các bạn ơi. Đẹp đây, như các bạn đã biết thì mình trên tay của mình đây chính là cái quần ngủ của bé Châu, và cùng với cái áo ngủ của bé Châu đó. Thì bây giờ hả, mình sẽ lấy cái bộ đồ ngủ này của bé Châu, mình sẽ để vào trong cái ngành tù của quỷ Định Mệnh, và mình sẽ bắt quả tang rằng Định Mệnh dám lăng loàn ngoại tình với bé Châu mà không qua sự xin phép của Bảo Ren, dám đụng chạm vô bạn gái của Bảo Ren là hả, Bảo Ren sẽ đấm cho phù phở. Mình nói cho các bạn bí quyết, đây cũng chính là cái cách để có thể đấm Định Mệnh một cái mà không cần phải xin lỗi. Ok các bạn, nghe rất là thú vị đúng không? Bây giờ mình sẽ cất bộ đồ này vô trong tủ của Định Mệnh. Tủ của Định Mệnh rất là nhiều thứ các bạn ơi đó. Nhưng mà đây là ngăn phụ kiện thôi, còn đây mới là cái ngăn quần áo đây. Đây là ngăn quần áo của Định Mệnh. Bây giờ bộ đồ của bé Châu thì mình sẽ để quăng đài ở chỗ này đi, xong rồi chút nữa hả mình vô mình bắt quả tang Định Mệnh hả? Hả, dám đem qua hả ngủ với bé Châu không xong với Bảo Ren đâu nha. Việc đầu tiên bây giờ hả, mình sẽ đặt camera ở đây các bạn ơi. Mình đặt camera ở đây để cho Định Mệnh nó không có phát hiện, và sau đó nữa hả mình sẽ xử lý Định Mệnh. Rồi, mình không biết là đặt ở phía cái này nó có ổn không hay là nó có được hay không, nhưng mà mình thấy có vẻ như nó khó đặt các bạn ơi. Đó, và hả mình sẽ nói với các bạn một chuyện nữa, đó chính là Định Mệnh á. Định Mệnh mình nghi ngờ lắm. Định Mệnh bị BD các bạn ơi. Ok, không biết là cái chỗ này mình nghĩ là ok rồi, chút nữa là hả mình sẽ quất Định Mệnh ngay chỗ này luôn. Đánh Định Mệnh đây rồi. Thì bây giờ là mình đợi Định Mệnh vô, xong rồi bắt đầu hả mình sẽ diễn kịch nha các bạn ơi. Dường như là mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Định Mệnh lại hả ngủ cùng Châu Lai? Sức bỏ luôn nè. Ông làm cái gì vậy? Ta.
mình đấm rách mỏ luôn các bạn ơi. Chơi kì chú chạy à. Chơi kì á. Thì ok, tại tao có định mệnh đây, mình xin lỗi định mệnh. Thì cái nói chung là các bạn đã có thông cảm cho mình nha, tại vì mình lỡ tay mình đấm định mệnh bữa nó cho mình, giờ mình cho là nó mà về quá đáng rồi các bạn. À và đến đây kết thúc video rồi, thì mình đã hoàn thành xong vụ chôn định mệnh rồi các bạn ơi. Nhưng mà có một điều nữa mình xin nói với các bạn, đó chính là định mệnh đã có thêm một channel nữa, định mệnh đã có channel chính thức, đó chính là The M Channel. Mình để ở phía này các bạn, với lại mình để dưới mô tả với phần kim bình luận đó, cho nên các bạn hãy xuống dưới các bạn xem, các bạn bấm vô link đó thì các bạn sẽ qua được kênh của Định Mệnh. Thì kênh của Định Mệnh mới lập đây mới được có 2 ngày super, cho nên các bạn hãy đăng ký thật là nhiều nha các bạn ơi. Thì kênh của Định Mệnh sao? Làm mấy vlog bình thường thôi à, nên là có nhiều thứ mình không thể tiết lộ được, các bạn xem các bạn mới biết, chứ nhiều khi mình tiết lộ là nhiều khi mình không quay được. Rồi, nếu mà các bạn muốn xem video của Định Mệnh thường xuyên thì Định Mệnh sẽ đăng hàng ngày ở trên đó, cho nên các bạn hãy qua ủng hộ thật là nhiều cho Định Mệnh nha các bạn ơi. Còn bây giờ mình phải dẫn Định Mệnh đi băng cái mỏ rồi, cho nó khỏi nhiều chuyện. Mỗi khi nó nhiều chuyện quá giờ mình mới có cơ hội mình đấm nó phần mỏ này. Thì ra là lợi dụng.